Xin mời đến đây ạ. Vâng, xin hỏi thầy Sáu và chị Sáu, hai thầy đã hôn nhau bao nhiêu năm? 34 năm. Vì lý do gì mà thầy đã chọn chị? Để nghe nói về tâm của chung nhé. Và xin hỏi anh chị, quý nhau được bao nhiêu năm? Chúng con cầu xin nhận nghi đôi Chúa chúng con. Amen.